Trưa 12 tháng 10, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 10 giờ cùng ngày, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả lũ về hạ du khoảng 1.300 m khối trên giây. Theo đó, mức nước về hồ hiện là 1.320 m khối trên giây, tổ chức vận hành 400 m khối trên giây và cho xả tràn 900 m khối trên giây. Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ Trần Lý cho biết, đến 11 giờ cùng ngày, đơn vị xin lệnh xả tăng lên 1.500 m khối trên giây. Việc tăng xả nước về hạ du là do đêm 11 tháng 10, trên lưu vực hồ chứa thuộc khu vực Tây Nguyên có mưa to, lưu lượng nước về hồ sông Ba Hạ tăng nhanh. Mưa lớn kèm theo hồ chứa xả lũ khiến cho nhiều khu vực hạ du ngập lụt nặng. Sáng cùng ngày, mực nước đo được tại trạm thủy văn Hà Bằng là 9,68 m trên báo động 3, nên toàn bộ các tuyến đường DT642, DT641 và các tuyến đường liên xã của huyện Đồng Xuân bị ngập sâu từ 1,5 đến 2 m. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, có hơn 320 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp. Trong khi đó, tại các xã Hòa Kiến của thành phố Tuy Hòa và một số địa phương ở huyện Tây Hòa, thị xã Đông Hòa và Tuy An cũng bị ngập lụt chia cắt. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở địa bàn tỉnh Phú Yên bị sạt lở, ngập lụt chia cắt như đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 25, quốc lộ 19, DT641, DT642, DT643, DT646, DT647, DT650, tuyến Đông Mỹ, khu công nghiệp Hòa Hiệp trên quốc lộ 1A.